Thêm một đặc quyền của Kaka nữa là Kaka được chọn hai người bất kỳ trong số 9 bạn còn lại để thành lập một đội. Chỉ có hai đội và mỗi đội có 5 người, do đó đội của Kaka còn thiếu hai người. Mình sẽ thi một cuộc tuyển chọn. Bây giờ Kaka chọn trước hai bạn đi. Ủa, cặp chân mày nó lạ quá, không chọn đâu. Bây giờ ai ai làm cho em cười đi, giống như kiểu đi thi vậy. Thôi bỏ. Em cười dễ lắm chị. Thử thách tiếp theo của mình là 7 bạn còn lại sẽ bắt buộc xoay dồ dôi 15 vòng. Ca, em có muốn chị chở em đi hàng ngày nữa không? Thì em tự giác đi. Dạ, em chào chị Nu. Chúc mừng chị đã bắt đầu quay. Ca ơi, tao có hay luôn. Trời ơi, đẹp. Ai chân dài nhất đưa ra cho tôi coi. Ai soạt chân dài nhất, Ca sẽ chọn để 1, 2, 3, soạt. Nếp sẽ được chọn vào đội, còn những bạn còn lại 7 bạn còn lại phải thi đấu một trò chơi. Đây là bóng bóng. Chơi bóng hả anh? Không chơi bóng. Mình phải làm bể bóng. Các bạn sẽ phải xoay dồ dôi 15 vòng tới chùm bong bóng, làm bể một quả bong bóng. Ai làm bể bong bóng đầu tiên rồi đó sẽ được chọn vào đội. Tay phải đưa cao qua bên tay trái, sau đó tay trái định cho mũi, rồi tay phải để xuống đó. Bắt đầu xoay theo chiều kim đồng hồ. 2, 3, 15 vòng, bắt đầu. 1, 2, 3. Tụi nó có khi nào đâm đầu vô đây không ta? Thưa quý vị, như vậy là sau một cái thời gian mà xoay vòng xoay chóng mặt nhức đầu xong thì có một đứa đập đầu, một đứa té ngã và 4-5 đứa trọng thương thì cũng đã chọn ra được thành viên của đội Kaka, gồm có Kaka, Nếp, Mirai, Nunu và Diệt Ngân là 5 bạn của đội A. Mình tạm thời gọi là đội A, còn bên đây 5 cô gái thất bại này là của đội B. Không có điểm nào ở trò chơi đầu tiên và dĩ nhiên đội A được 1 điểm. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo. Các em thân mến, lên xe không phải để ngủ. Lên xe để làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ mới vừa rồi của anh. Ủa, đi đâu cũng làm nhiệm vụ hết các bạn thân mến. Nhiệm vụ của hai nhóm này, nhóm A và nhóm B. 10 phút bắt đầu. Tính giờ rồi á. Thổi bóng. Không làm gì nữa. À, có bóng chắc là phải thổi bóng chứ. Cầm đại cầm đại. Có dây thun không? Em khỏi thổi đi, khỏi thổi. Cái gì mà không lên được. Ủa, sao biết nhiệm vụ hay vậy ta? Em nghe được một câu. Ủa anh có bóng là thổi, có bóng thì làm gì anh ta? Trước khi bà già học nhiệm vụ luôn nữa, cho nên vừa biết làm cho rồi. Cho cái đi thổi. Diệt Ngân mới vừa nói là mọi người giữ quả bóng của đội mình, đừng để đội bạn biết nha. Ba đằng này tới 10 đứa, trời ơi. Không bị chưa? Nó dày đi. Ủa trời, mà mắt kính băng luôn. Nó dày. Kính đâu ta? Ê, em đứng lên. Sau thời gian những cuộc ẩu đả trôi qua thì đây là cái bản tên của con Nếp. Nếp bây giờ không còn là Nếp ngày xưa nữa. Nếp bây giờ đã nhăn nheo rồi. Giữ. Anh xí. Anh giúp gần như cái ký của em.